Xin chào quý bạn các vị, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Review TV của mình. Trên đây là video mình tổng hợp được từ những phân đoạn cũng như trailer mới nhất của Batman 2021. Bộ phim siêu anh hùng The Batman dự kiến mang sắc màu bạo lực, đen tối thông qua những gì được hé lộ qua trailer đầu tiên. Trong khuôn khổ sự kiện trực tuyến DC Fandom, đạo diễn biên kịch Matt Reeves chiêu đãi người hâm mộ đoạn phim quảng cáo đầu tiên của The Batman. Đây là bộ phim riêng về siêu anh hùng người rơi với nhân vật trung tâm do Robert Pattinson thể hiện. Trên nền ca khúc Something in the Way của nhóm Nirvana, trailer đầu tiên của The Batman thể hiện sắc màu u tối. Siêu anh hùng thành phố Gotham cùng cảnh sát trưởng Gordon phải đối mặt với hàng loạt tội ác do tên Riddler gây ra. Bên cạnh đó, khán giả thoáng được trông thấy nhân vật Catwoman của Zoe Kravitz, cũng giống như Robert Pattinson trong bộ đồ Batsuit trên chiếc Batmobile. Tạp chí Variety nhận định The Batman nhiều khả năng nhuốm màu bạo lực qua hình cảnh tìm người rơi triệt hạ một tên tội phạm cấp thấp. Chia sẻ với người hâm mộ, Matt Reeves cho biết The Batman không kể lại nguồn gốc nhân vật người rơi. Tuy nhiên, ông gọi vui tác phẩm là Year 2. Ở đó, cả Batman, Catwoman, Riddler và Rangoon vẫn trong giai đoạn hoạt động đầu. Thông qua cuộc điều tra tội ác của Riddler, Bruce Wayne, Batman sẽ phát hiện ra một bí mật đen tối tồn tại trong lòng thành phố Gotham suốt nhiều năm qua và có liên quan chính tới gia tộc Wayne của anh. The Batman hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện. Hoạt động ghi hình của bom tấn này phải tạm hoãn do dịch Covid-19. Theo một số nguồn thông tin, The Batman phải hoãn lịch phát hành sang tháng 3 năm 2022 thay vì ra rạp từ tháng 6 năm 2021 như kế hoạch ban đầu. Trên đây là một số thông tin mà Review TV đã tổng hợp được. Nếu thấy hay, hãy để lại một nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.